Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc mít Indo ruột đỏ và mít Thái Lan ở giai đoạn 15 ngày tuổi. Xin mời cô chú các anh chị và các bạn xem video. Cái bình xịt này mấy lít ta? 25 lít. Nó có liều lượng nó hết ha. Khoa vậy cái mình xịt chứ nó đỡ sâu lắm chứ. Cái này khoảng 15 ngày sau nó mới có sâu lại nha. Cả đó là 20 ngày. Ừ, 20 ngày. Cái đó bên đó là tôi lấy 1 tháng rồi tôi chưa xịt. Nhưng mà nó vẫn không bị sâu. Tôi thấy lá nó cũng rất là đẹp, nó không bị sâu nha. Cái chai nó chai gì ta? A3 Thái. Nó cũng loại thuộc của ba cũng xác. A3 Banh cô xanh. Cái chai mũ là gì ta? Chai này hả? Gồng vàng. Gồng vàng. Gồng vàng là diệt sâu đó. Chuyên sâu á. Cái banh cô xanh này hay là chị mùa mưa nó chị mấy cái đốm ấy rồi đó. Thêm Atonic rồi vô không? À vô bật chòi cho nó bung ra. Cái này liều lượng quốc đại vô vậy hả? Con thức vậy đó. Vậy là kỹ rồi đó ông ơi, có người ta chỉ xịt sâu thôi ha. Rồi phân ông đi sao ta? Phân này hả? Phân mít nè. Mít này chưa gãy miếng nào chứ. Cái nào NPK được không hay là lạnh được không? Nó sao này chắc tứ lạnh xương á. Ure ha. Giáp tháng vậy đó. Giáp tháng ure. Chưa đi phân mà nó đã gì rồi được hả ta? Cái này đâu. Nhưng mà hu mít là ông đi ở giai đoạn nào? Thường thường giáp tháng mà tôi mới tứ phân lạnh. Giáp tháng mới tứ phân lạnh. Đây là những cái loại thuốc nữa. Đây là cái kỹ thuật mình chăm sóc mít ở giai đoạn 15 ngày. Thì tưới sơ phân lạnh hoặc là hun mít. Còn anh này thì người ta sẽ xịt thuốc sâu. Rồi bật chòi với manh cua xanh để ngừa những cái bệnh mùa mưa cho cái cây của mình các bạn nhé. Thuốc sâu 366 hả? Thuốc sâu 366 với Manco Z. Manco này thì nó trị nó ngừa được nhiều bệnh ở thời điểm 15 ngày xịt Manco xanh với thuốc sâu. Này gió quá chừng luôn. Sơ vậy. Đây là manh cô xanh với xịt thuốc sâu. Phòng bệnh cho mít ở giai đoạn 15 ngày thì, xịt phòng là như vậy. Ở giai đoạn này thì mít rất là nhiều người trồng và giá thì cũng nhũng lại, nhưng người dân mình
coi như là không có gì để canh tác mà nó phù hợp hơn, cho nên phải trồng mít hay là sầu riêng. Ở khu này là Ô Môn, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, người dân trồng rất nhiều như vậy đó. Và đây là ký mít ở thời điểm 15 ngày xịt manco xanh với thuốc sâu. Thì kỹ thuật xịt là như vậy. Sơ sơ vậy thôi ha, quơ quơ cho sâu nó chạy vậy thôi. Mấy này dễ đó, hơi hơi được rồi. Ừ, nhanh vậy á. Tè tè ướt lá hết, đều cây đều lá. Và cái mô trồng thì cách nhau 3 mét 3 mét rưỡi, bờ mới lên phơi nắng giải vôi. Sơ 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 vậy thôi hả? Nhanh ghê. Sâu này nè, sâu sâu gì ta? Đó. Qua đại qua vậy thôi. Nhưng mà nó ăn lá dữ lắm nha. Nó ăn mau lắm. Ăn nhanh lắm. Chứ còn trong vòng đêm là hút 2 lá. Ừ. Sâu bướm thì phải. Tại giờ anh có tứ rồi. Cái này là mấy ngày rồi? Cái này bữa nay mấy rồi? 20 tây á. 20 tây hả? Bữa nay mười mấy mình đó. Mười mấy mình, cái này tao trồng bữa 28 rồi. Mà sao ông quy hoạch hình như là đất này nó không có... Từ bên kia cái nó qua bên này, nó liền qua bên này hả? Nó chạy dọc qua bên này hả? Ừ. Ở dưới đất mình ngộ ha, tổng cộng là mấy công? Cái này là... 7 công mấy rồi, lớn. Đây là trồng... mấy ngày ta? Bữa 28 đó. 28, bữa nay 13 hả? Bữa nay nó lên cái lá 13 15 ngày đó. Cái này 15 ngày nè. 15 ngày gì đẹp lắm ông ơi. Trời ơi, có tứ không biết rồi đó. Tứ không biết rồi hả? Bữa nay xịt gì? Bữa nay mua hàng thuốc sâu nè, với hàng vua bạc chòi đó. À, vua bạc chòi. Đúng rồi, cái lá nó, cái đầu nó hơi bị giống như cái nhện là gì ạ? À, không biết nữa. Dạ, đúng rồi. Nhìn đã, nhìn, nhìn đẹp. Nhìn đẹp. Cái hàng của nó là trong ngày mai mốt nữa. Mốt nữa là giáp giáp tháng rồi đó. Giáp tháng hả? Giáp tháng. À. Không mua cây giống ở đâu? Tôi mua chỗ đầu ba xe đó. Đầu ba xe chỗ dưới này lên. Ừ, ừ. Chỗ cua đó. Ờ, mua cây đó không tốt hả? Không tốt hả? Mua đầu mới tốt. Tiền Giang. Tiền Giang mình đặt trực tiếp ở bên đó hả? Đặt mình lấy mít. Hay là mình muốn xe thì mình chạy vô bển cũng có 2 tiếng 10 phút rồi. Ôi, có cây cây này đã quá ta. 15 ngày mà nó bung tàn ra đã quá ha. Ờ, nó mới có 8 ngày tới luôn biết rồi đó.
8 ngày là chơi humid rồi hả? Humid can á. Ừ. Đứng vô thùng rồi như là 30cc. Cái của tôi nó không đã bằng gì. Anh trồng thưa không? 2m rưỡi. 2m rưỡi vậy. Vậy ha. Của anh cái này là mấy mét? Anh là 3m mà anh còn chơi vậy. 3m. Cái hàng ruột đỏ này thưa là ngon lắm. Nhưng mà bây giờ cái tình hình nó là sao ta? Thị trường bây giờ rẻ quá, bây giờ mình thấy sao, ổn không? Thấy cũng được. Nó cũng hên xui như cái hồi đó bờ của anh trong đó đó. Bán cũng nhiều khi có được. Nó trúng giá thì nó cũng có 100 lẻ mấy. Đúng rồi, hồi lúc mà cái giá 105. Nó 105 luôn nha. 105 rồi 95 rồi 85 rồi 77, 76 rồi nó cũng rồi lưa lỗi. Vậy rồi bây giờ cái này bây giờ là giá thị trường nhất bây giờ có 19 20 không ơi? 19 nghìn. Ừ. Rồi vậy mình thấy bây giờ người ta trồng chen chúc quá, tôi không biết sao ông anh thứ mấy? 3. Tôi thấy chen chúc quá. Cái này trồng của mình hên xui hả? Canh xử lý nghịch thì nó đỡ chút xíu, giá được chút xíu. À, xử lý nghịch. Nó cũng xử lý người nào đi trước có tiền. Xử lý nghịch là tháng mấy ra, vô tháng mấy có trái ta? Hình như là tháng này là thuận nè, tháng này có trái là giá thấp nè. Cỡ này đang có trái, cỡ thuận lớn lớn. Là nghịch đó ha. Thì cỡ này nếu mà đỏ cỡ này bay lớn nha là tới cỡ cuối tháng 6, tại vì thằng ruột đỏ nó là tới 4 tháng mấy rồi ta. Nhưng mà thằng ruột đỏ này á, là cái giá nó lúc nào cũng cao hơn cái thằng Thái hả ta? 2 năm rồi nó cũng có một đợt có mấy ngàn, nó bằng Thái luôn, ngàn như Thái luôn đó. À mà nó cũng hơi xuống biết đường, không biết đường mò. Hên xui hết luôn. Ông chú bên kia ông trồng gì sầu riêng hết ta? Sầu riêng bên này mít. Cái khu này hình như là toàn là bây giờ lên bờ quất hết rồi ông ơi. Chứ đâu còn cái nào nữa đâu. Nhưng mà đúng là của ông trồng gì thì nó đẹp rồi đó. Thấy nó đẹp rồi đó. Cái này lúc trồng hổm mà tứ một ngày 2 cử không đó. À, tức là mình phải tứ liên tục cho nó. Tứ là 4 ngày đầu là tứ, cứ ngày nào 2 cử, sáng chiều đều gan. À tại vì nắng quá nè. Cái tứ liên tục. Này chứ trồng nha, trời nắng nào mà mình chịu tứ là nó mau tốt đó. Mà mưa nó cầm thỉ thế gì chứ nó không tốt. À, tại vì nắng là nó mình chịu tứ là nó rút, phải không? À. Rút phèn. Chị chứ thấy chứ nó đâu khô đâu, nó đẹp quá. Đẹp. Hình như bên đó ông tứ cũng nhiều lắm phải không? Ừ. Cái này là cái này bờ của mình mấy mét? 6m. Mình trồng này cách là nhiêu? 3m hay là 2m rưỡi? 3m luôn hả? Ừ. Hình như là vậy là nó ổn ha ta. 2m rưỡi là dày hả? Trời con cỏ này ha. Nếu mà lên bò mà bò có 5m không? Ừ. 2 hàng. Ừ. Cây là 4 thước và ngon nhất. 4m luôn hả? Ừ. Cái tàn của nó dữ dằn. Có tôi giống cái trồng dày cứ thất bại kìa. Ở bên đó đó ha. Ừ. Thấy hơi dày đó. Dày. Rồi bên đó hồi đó bán là 105.000 ký luôn hả? 100 đợt đầu được mấy trái, 115 nữa. Rồi bây giờ còn bán không? À, bây giờ tôi mới để lại à. Đợi rất là đang có trái, đang có bông. Đúng rồi. À vậy là nghịch mùa rồi đó. Đón tháng 7, 8. Ừ. Vậy là tại vì ông biết xử lý kỹ thuật. Cho nên ông trồng ông không sợ. Đợi mua thuốc cũng xịt chứ đó. Chứ bây giờ thời điểm mình xịt nghiệp có mua thuốc siêu kích qua xịt không hết chứ nó cũng như dạng sầu riêng. À tức là nếu mà mình xử lý nghịch mùa mình cũng phải kích cho nó ra hoa hả? Ừ, chứ nghịch nó đâu ra đâu, nó ra thuận mà. À cỡ này thổi để con tứ rồi giờ ông giải phân là tự nó ra nụ. Cỡ này nó vô đợt thuận nó nè. Tức là tự nó ra, còn mình xử lý nghịch là mình phải biết thuốc mình kích nó mới ra được. Mà nó cái thận cái bông nó đẹp lắm nha. Nó chịu rõ nè. Còn nghịch thì bông nó không được đẹp bằng ha. Nó không được tốt. Ngộ lắm. Ngộ. Cây này sung nó, cái lá nó nhìn thấy đã quá nè.
sung là nhìn biết liền ha. Có mấy cây giờ đi tứ gặp bị sâu ăn bảy bình nó xịt. Vậy là tổng cái diện tích này là bao nhiêu ta? 7.000 mấy trăm mét luôn hả? 7.000 mấy là 70 mấy á. Vậy là mình trồng được khoảng bao nhiêu cây ta? Cái này trồng hết trơn cái này luôn là quá trời rộng nè. 850 850 cây. Nó không 837 cây á mà nó thiếu đâu, nó mười mấy cây. Ừ, 850 cây. Tại bên bển nó tháng trồng vậy đó. Nhưng mà cái này là bây giờ mình trồng là gọi là tôi thấy cái số lượng trồng nó nhiều quá, tôi cũng ớn quá ông ơi. Biết sao à? Hên xui luôn hả? Chứ sao bây giờ ha? Coi nè, cái cách mà ông làm cái bờ đó là 7 mét ha. Bờ rộng quá trời đã nè. Bờ đó 6 mét á. 6 mét. 6 mét rồi, bờ, cái này là cách nhau là nhiêu ta? Cỡ 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Hai hàng hai bên. Cái này giáp tàn qua cũng 3 mét rưỡi luôn rồi ha. Cỡ đó. Đẹp. Mà hàng quật đỏ này tàn ghê lắm. Tàn. Trời, ở bờ không bẩn nè. Nó như mít thái phải không, là nó không có trái nhiều. À. Nó tàn nhiều nó mới trái nhiều, rồi nó trái nhánh đa số, ít trái thân. À. Thì bây giờ coi như mình trồng mít hay là sầu riêng là coi như trồng đại rồi. Cho biết sao chứ. Thấy nè, hồi đó giờ nghe thằng em nó trồng nó cũng được, nó gai, nó gai. Mình trồng đi không quá nhiều thiệt, nhưng mà cái đó nó cũng 8 con gửi, từ đó vô tới đó tì mấy cây cao quá. À, giờ thấy ông đó ông cắt cũng dữ lắm mà nghe, cắt hoài lấy cái cũng ngon. Vậy là bây giờ ở thời điểm này trồng là trồng đại rồi chứ không biết được, không đón được. Tôi có Indo ảnh mà tôi không dám bấm Indo hết nữa kìa. Ủa Indo lúc nào giá nó cũng cao hơn sao mình không dám ta? Nhưng mà tôi sợ hàng nó sức không được, cái màu của nó không đẹp đó, là do mình ấy thôi, mình nhát thôi. Ừ, chứ ông đô này, ông đô bán có tiền không nhiều. Bữa nay tướng này hả? Ừ. Cái này là gì ta, xe gì xanh à? Manco. Manco rất xanh đó hả, là lá ấy rồi ha. Ừ. Này tứ manco rất xanh nè, phòng ngừa lá bị ấy rồi đó. Quá chừng cái khu này hầu như hết luôn rồi ông ơi, lên bờ hết luôn rồi. Trời, ở bển có ông anh ông trồng được 80 cây mít này nè, còn như cũng trồng trồng luôn, cũng trồng cũng mới lúng lúng trồng được nè. Ông lên đó là hả? Ừ. Đã quá trời đã luôn, nguyên cái khu này hết luôn rồi. Mai mốt mà ông nào lái nào mà mua được khu này mua hết luôn rồi. Ngon quá. Nhưng mà nếu mà trúng thì cũng ngon, mà nếu mà thất thì cũng hơi bị đuối rồi nha. Đúng không? Tại mình làm hết luôn mà, cho nên là trúng thì cũng ngon, mà thất thì cũng ngon luôn. Sao giờ biết đường đâu. Biết đường đâu mà. Hên xui. Hên xui luôn. Quá chừng luôn rồi. Như năm nay á thì ngon. Giá mít năm nay nhưng mà ở thời điểm này giá nó còn có 10.000, 9.000 mít nhất cũng được luôn hả? Sao giờ? Tại vì thời điểm rồi đúng không? Kem lớn là Indo đó. Indo là 19 á, còn Thái nó có 9-10 ngàn hả? Phải không? Trái cây nè, nếu mà trồng mít này ha, né ra hàng hải, né hàng trời bờ viên. À. Né thẳng ra luôn thì khả năng là ngọt ổn. Đúng rồi, tôi thấy là tôi trồng bờ trống mà thấy né sầu riêng là nói chung là nó đỏ hơn thôi. Ừ, đụng mùa sầu riêng là chết, đụng sầu riêng là chết. Ừ, quá chừng cái khu này nhưng mà đã. Mít này là 15 ngày ở đây đang xịt giai đoạn 15 ngày để ngừa sâu ngừa bệnh mùa mưa này đó.
ở xa mà nghe cái mùi cúc. Thấy cái mô nó khô quá ha. Hả? Thiếu nước không? Không không. Mới tới chuyện qua mà. À. Đây là cái 15 ngày như thế này. Và bên này thì mít lớn hơn các bạn nhé. Lớn hơn thì nó như thế này. Trồng trước. Và ở khu vực này hầu như người ta trồng mít và sầu riêng hết rồi. Trồng rất nhiều mít và sầu riêng hết khu vực này. Đó. Thì đây là cái cách mà chăm sóc mít ở giai đoạn 15 ngày của anh bạn mình nha. Và đây là cái mít, vườn mít này là ở giai đoạn 25 ngày đến 30 ngày đây các bạn. Nó lớn như thế này. Này là mít Thái. Rất là đẹp ha. Và cũng mít này cũng của anh luôn, tức là một người chủ vườn có một người thôi ha. Và trồng rất là nhiều như thế này. Và cái cây mít của anh rất là đẹp. Đó. Cây mít rất là đẹp như thế này. Cây mít ở giai đoạn 30 ngày, 1 tháng các bạn ha. Rất là đẹp. Đó. Anh cũng xịt thêm vô. Bởi cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn rất là nhạy cảm về cái sâu bệnh các bạn ha. Tình hình nắng nóng thì sâu bệnh rất là nhiều, cho nên người ta cũng đề phòng xịt hết. Rất là đẹp. Bữa nay xịt luôn bên này hả? Đó, xịt luôn đó các bạn nha. Rất là đã luôn. Và ở đây của anh là 7.500 m² và anh trồng được 800 cây các bạn. Số lượng rất là khủng. Số lượng rất là khủng. Và mít, loại mít Thái lớn thì hôm nay nó được như thế này rồi. Đó, được như thế này rồi. Tình hình mít hiện nay thì giá rất là mềm. Bởi thời điểm này năm nào cũng vậy các bạn nhé. Tình hình chung rồi thì năm nào cũng vậy, giá ở thời điểm này thì nó mềm hơn so với cái thời điểm trước. Rồi, chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này nha. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn thấy hay ý nghĩa, đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Cảm ơn. Bye bye.